Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, sáng ngày 12 tháng 8, Nguyễn Sĩ Tá, 52 tuổi, cựu vụ trưởng vụ tổng hợp Ủy ban dân tộc đã có mặt tại tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để hầu tòa trong phiên xét xử sơ thẩm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản do bị cáo tá gây ra. Tuy nhiên, quá trình xét xử nhận thấy có xuất hiện mâu thuẫn về số tiền cựu vụ trưởng vụ tổng hợp Ủy ban dân tộc đã trả cho chủ tịch Tân Hoàng Minh, ông Đỗ Anh Dũng nên hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa để làm rõ. Chủ tọa công bố đơn xin xét xử vắng mặt của bị hại trong vụ án là ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh tại phần thủ tục. Trong đơn của ông Dũng cho biết, bị cáo Nguyễn Sĩ Tá lừa đảo chiếm đoạt 80 tỷ đồng của chủ tịch Tân Hoàng Minh. Đến nay bị cáo Tá đã đền bù trả cho ông Dũng chỉ hơn 13 tỷ, còn lại hơn 66 tỷ không trả. Đơn của ông Dũng nêu rằng, được biết phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 8, nhưng vì lý do sức khỏe không tốt, huyết áp cao, thời tiết nóng, khó thở nên bị hại không đảm bảo điều kiện sức khỏe để tham gia phiên tòa. Ông Dũng xin ủy quyền cho luật sư thay mặt đảm bảo quyền lợi của mình. Bị cáo Nguyễn Sĩ Tá không đồng ý về việc bị hại là ông Đỗ Anh Dũng vắng mặt đề nghị hoãn phiên tòa. Luật sư bảo chữa cho bị cáo Tá cho hay, trong đơn xin xét xử vắng mặt của ông Dũng có liên quan đến khoản tiền 13 tỷ đồng, vênh so với cáo trạng, cáo trạng nêu ông Tá đã trả cho ông Dũng 33 tỷ đồng. Luật sư cho rằng đây là tình tiết mới cần xem xét lại. Luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông Đỗ Anh Dũng đề nghị tòa tiếp tục xét xử. Theo luật sư, về tình tiết mới, công ty Đức Anh có những cổ đông mới. Việc chuyển nhượng cổ đông là chuyện nội bộ, không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án và công ty Đức Anh hôm nay có người đại diện hợp pháp tham gia phiên tòa. Trình bày ý kiến, đại diện công ty cổ phần thương mại và đầu tư Đức Anh, công ty Đức Anh cho biết đã chuyển nhượng dự án đảo núi cuống tại xã Đại Bình, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh cho người khác vào tháng 12 năm 2021. Tòa yêu cầu công ty Đức Anh cung cấp tài liệu về việc chuyển nhượng trên. Hội đồng xét xử cũng cho biết nếu xuất hiện tình tiết mới tòa chưa kịp triệu tập người liên quan mới. Trong khi đó, Viện Kiểm sát thấy rằng trong đơn xin xét xử vắng mặt của ông Đỗ Anh Dũng có nêu thêm một chi tiết về số tiền 13 tỷ đồng, mâu thuẫn với tài liệu điều tra và cáo trạng Viện Kiểm sát truy tố. Đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm rằng nếu vắng mặt ông Dũng tại tòa thì không thể làm rõ số tiền mà bị cáo tá đã chiếm đoạt. Ngoài ra do vắng mặt một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nên Viện Kiểm sát đề nghị hoãn phiên tòa. Sau khi hội ý, chủ tọa cho biết hôm nay đã là lần thứ ba mở phiên tòa nhưng phải tiếp tục hoãn hội đồng xét xử yêu cầu luật sư trao đổi với ông đỗ anh dũng rõ về số tiền ông ấy khai đã được bị cáo tá trả lại đang có sự mâu thuẫn chủ tọa nhấn mạnh trường hợp luật sư và ông dũng không làm rõ được số tiền này thì phiên tòa tiếp theo sẽ sử dụng biện pháp tố tụng khác vì số tiền không thống nhất thì không bao giờ có thể xét xử được hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa và chưa ấn định ngày mở lại theo cáo trạng công ty cổ phần thương mại và đầu tư đức anh công ty đức anh là chủ dự án đảo núi cuống tại xã đại bình huyện đầm hà tỉnh quảng ninh Công ty mong muốn bán lại dự án này nên đã ủy quyền cho Nguyễn Thị Tá tìm khách mua lại dự án. Bị can tá quen biết ông Đỗ Anh Dũng nên giới thiệu mua. Khoảng tháng 12 năm 2018, tá mang theo một quyền quy hoạch dự án đảo núi cuống đến công ty Tân Hoàng Minh gặp ông Dũng để giới thiệu bán dự án trên. Tá cho biết dự án đảo núi cuống và công ty Đức Anh là của tá do ông là cán bộ nhà nước, không đứng tên nên nhờ lái xe và người giúp việc đứng tên hộ. Ông Đỗ Anh Dũng tin tưởng nên đồng ý mua dự án này. Ngày 10 tháng 1 năm 2019, ông Dũng đã đặt cọc 80 tỷ đồng cho tá để đảm bảo việc mua cổ phần của công ty Đức Anh. Sau khi nhận được tiền đặt cọc, tá không thực hiện đúng thỏa thuận, không nộp tiền đặt cọc cho công ty Đức Anh mà chiếm đoạt số tiền này sử dụng vào mục đích cá nhân. Sau nhiều lần ông Đỗ Anh Dũng thông báo yêu cầu trả lại tiền đặt cọc, tá chỉ trả 33 tỷ đồng, chiếm giữ 47 tỷ đồng. Sau đó công ty Đức Anh cũng hủy hợp đồng với Tân Hoàng Minh, không bán dự án đảo núi cuống cho doanh nghiệp này. Ông Dũng khẳng định số tiền 80 tỷ đồng là tiền đặt cọc mua dự án đảo núi cuống mà ông Dũng đã chuyển nhượng cho Nguyễn Sĩ Tá. Hiện tại ông Đỗ Anh Dũng được xác định là bị hại và đã có đơn đề nghị cơ quan tố tụng buộc Nguyễn Sĩ Tá phải hoàn trả lại số tiền còn lại, cụ thể là 47 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, bị cáo tá thường xuyên thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo cho hay số tiền 80 tỷ là được ông Đỗ Anh Dũng thưởng nhưng yêu cầu ký một số thỏa thuận. Bị cáo tá còn cho biết chính tá là người giới thiệu ông Dũng tới công ty Đức Anh để mua dự án và sau đó được ông Dũng thưởng số tiền trên. Bị cáo khẳng định do tin lời ông Dũng, ông đã ký nhưng không đọc nội dung thỏa thuận, không được giao lại bản thỏa thuận nên không biết bản thân ký vào thỏa thuận đặt cọc. Vào 27 tháng 3 trước, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra quyết định với 15 bị cáo trong vụ án thao túng trái phiếu xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Qua đánh giá của hội đồng xét xử, nhận thấy hành vi của ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch Tân Hoàng Minh có vai trò cao nhất trong vụ án hoạt động lừa đảo phát hành trái phiếu được vị chủ tịch này điều hành xuyên suốt, chiếm đoạt 8.600 tỷ đồng của 6.630 khách hàng. Hội đồng xét xử tuyên phạt ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Con trai ông Dũng là Đỗ Hoàng Việt, phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh bị phạt 36 tháng tù cùng tội danh trên. Còn lại các lãnh đạo, nhân viên tập đoàn Tân Hoàng Minh và hai công ty kiểm toán đã vi phạm, tổng cộng là 13 bị cáo bị tuyên phạt thấp nhất 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cao nhất 30 tháng tù. Trong vụ án này, bị cáo Đỗ Anh Dũng thông qua bị cáo Việt là cấp dưới và là con ruột của mình đã chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ hoạt động lừa đảo dưới hình thức phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, từ đó nhằm huy động vốn lấy tiền, sử dụng tiền lấy được không đúng mục đích phát hành trái phiếu, chiếm đoạt 8.600 tỷ đồng của 6.630 khách hàng. Tòa nhận định bị cáo Dũng được xác định có vai trò cao nhất trong vụ án, vì vậy cần áp dụng hình phạt cao hơn các bị cáo khác. Bản án xác định, đầu năm 2021, tài chính của tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn, nợ ngân hàng gần 20.000 tỷ đồng, chưa kể 8 gói trái phiếu mà công ty đã phát hành. Ông Dũng chỉ đạo con trai mình tìm cách phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ để huy động vốn nhằm tháo gỡ khó khăn. Ba công ty con được Tân Hoàng Minh dùng để phát hành trái phiếu là công ty bất động sản ngôi sao Việt, công ty cổ phần đầu tư dịch vụ khách sạn Soleil, công ty cổ phần cung điện mùa đông. Do kết quả hoạt động của cả ba công ty không đủ điều kiện phát hành chào bán trái phiếu nên Đỗ Hoàng Việt chỉ đạo thuộc cấp nghiên cứu chỉnh sửa báo cáo tài chính theo hướng không đúng với thực tế. Từ đó, các báo cáo tài chính được đánh bóng, tạo lãi khống để đủ điều kiện phát hành trái phiếu, để tạo niềm tin cho người dân. Ông Dũng chỉ đạo thuộc cấp sử dụng pháp nhân của ba công ty còn, ngụy tạo ra các hợp đồng kinh tế khống như mua bán cổ phần, hợp tác đầu tư. Nhóm cũng liên hệ với một số công ty kiểm toán để đánh bóng báo cáo tài chính, từ tình trạng làm ăn bết bát thua lỗ sang có lãi để đủ điều kiện phát hành trái phiếu. Với những tài sản đảm bảo chưa đủ điều kiện pháp lý, cũng được nhóm công ty thẩm định ban hành chứng thư thẩm định khi không kiểm tra. Tân Hoàng Minh sau đó bán trái phiếu để huy động lấy tiền trả nợ, tiêu xài gần hết. Số dư trên tài khoản của Tân Hoàng Minh tại thời điểm cơ quan điều tra khởi tố vụ án chỉ là hơn 214 tỷ đồng. Ông Dũng và các đồng phạm bị cơ quan truy tố cáo buộc thông qua phát hành trái phiếu đã chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của 6.630 khách hàng. Về trách nhiệm dân sự, xét ý kiến của các bị hại về việc trả lãi, hội đồng xét xử thấy đây là vụ án hình sự nên trách nhiệm bồi thường dân sự liên quan số tiền chiếm đoạt là không có căn cứ tính lãi như các bị hại yêu cầu. Yêu cầu này chỉ được xem xét giải quyết sau khi bản án xác định trách nhiệm bồi thường của các bị cáo có hiệu lực pháp luật. Các thiệt hại khác không liên quan đến số tiền chiếm đoạt của các bị cáo cũng không có cơ sở xem xét. Ý kiến của bị cáo Dũng về việc đồng ý trả lãi các trái phiếu mua trước thời điểm bị khởi tố là sự tự nguyện của bị cáo không thuộc phạm vi xử lý của vụ án này. Theo nguyên tắc bồi thường, tòa cho rằng cần yêu cầu các bị cáo liên đối bồi thường đầy đủ toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại nhưng trong vụ án này đã chứng minh được số tiền các bị hại đã nộp đầy đủ cho Tân Hoàng Minh. Thực tế việc sử dụng số tiền này là do ông Dũng quyết định, các bị cáo không được hưởng lợi gì, cũng không có vai trò gì trong việc quyết định sử dụng số tiền này. Do vậy để đảm bảo sự công bằng cho các bị cáo, cần buộc bị cáo Dũng bồi thường toàn bộ thiệt hại hơn 8.600 tỷ đồng cho 6.630 bị hại. 13 bị cáo khác đã nộp hơn 900 triệu đồng, được xét yếu tố giảm nhẹ dù những bị cáo này không có nghĩa vụ phải bồi thường. Số tiền này được tòa ra quyết định xung công quỹ. Với những cá nhân tổ chức khác, từ khi cơ quan điều tra công khai kết luận điều tra đến khi xét xử, nếu không có tên trong danh sách bị hại nhưng cũng không khai báo xuất trình, sau này nếu có yêu cầu sẽ được giải quyết trong vụ án khác. Tất cả những tin tức mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.